lấy điện thoại bật nhạc trong loa Bluetooth là xưa rồi, bây giờ là dùng đồng hồ để bật nhạc trong loa Bluetooth nha anh chị em mình ơi. Hôm nay Kim Vinh Shop sẽ hướng dẫn anh chị em mình làm cách nào để bật nhạc loa Bluetooth từ một con smartwatch như thế này nha. Bước 1 là anh chị em mình kết nối vào đồng hồ để tải nhạc. Như ở đây em sẽ có 3 bài hát là Bolero Lệ Quyên, nhạc Trịnh Công Sơn và nhạc nghe đi tắm. Em sẽ copy vào bộ nhớ của đồng hồ à. Và đồng hồ này nó sẽ cho anh chị em mình là một bộ nhớ 4GB, có nghĩa là có thể chứa được khoảng đâu đó là 2-3 ngàn bài hát nho nhỏ. Anh chị em mình chờ chút xíu để copy nha. Rồi ok, vậy là copy đã xong. Rồi bây giờ qua bước tiếp theo nha, anh chị em mình sẽ kết nối em đồng hồ này với loa Bluetooth. Bước 1 là sẽ bật loa Bluetooth lên. À, qua bước 2 là anh chị em mình sẽ vào phần âm nhạc của cái đồng hồ này. Rồi, đó anh chị em mình sẽ bấm vào cái nút tai nghe này và hãy bấm vào chữ hiện giờ để tìm cái loa Bluetooth. Đây, em đã tìm được con loa Bluetooth của em rồi. Em bấm vào đây. Vậy là đã kết nối ok rồi. Bây giờ anh chị mình sẽ chơi nhạc. Yo. À. Ở trong đây có 3 bài nè. Được không anh chị em anh ơi? Bây giờ em đổi nhạc nha. À, anh chị biết mấy bài hát này là gì không? Đây là bài hát Bất Hủ của Trịnh Công Sơn nè. Vâng, em xin phép giới thiệu sơ qua thì đây là một cái mẫu đồng hồ DT Watch nha. Mẫu đồng hồ smartwatch này rất là đặc biệt vì nó có thể cho anh chị mình tới 4GB bộ nhớ và có thể lưu trữ được khoảng từ 2.000 đến 3.000 bài hát luôn. Vâng, và nếu mà anh chị mà có thích mẫu này mà có đặt hàng thì anh chị sẽ nhận được một cái hộp full box như thế này. Và trong đây sẽ có 2 bộ dây kèm theo là một cái dây sạc. Và dây này cũng có thể để kết nối với máy tính để anh chị mình cài bài hát vào trong đây luôn ha. Về hai bộ dây thì em làm bộ dây màu mè như thế này thôi. Nhưng mà thực ra anh chị mình có thể là tháo cái này ra bằng cách là gạt cái này. Đó. Và anh chị mình sẽ gắn cái bộ dây da còn lại vô cho nó đồng bộ. À, chứ đừng đeo giống như em nha. Đeo giống như em là da đường là dễ bị là bị quýnh lắm nha. Đó. Đúng rồi nè không? Đó, anh chị mình thấy được không? Dây da nhìn rất là cổ điển, rất là sang trọng luôn. À, đeo nè, đeo lên tay nè. Anh chị mình không cần phải dùng điện thoại để điều khiển loa Bluetooth nữa, chỉ cần là dùng cái đồng hồ này thôi. Qua bài nè. À, tăng nhạc nè. Vì ngày xưa bước qua những điểm đau. Anh chị mình thấy ok mà. Riêng mình ta cô độc bao tháng năm. Và mẫu đồng hồ này thì bên Kim Vinh Shop sẽ giao lưu với anh chị em mình là 850 cần bao ship nha. Vâng, anh chị mình kết là có thể là giao lưu cho em. Vâng, em cảm ơn anh chị em mình rất nhiều. Chúc anh chị mình sẽ có một ngày làm việc thật là thuận buồm xuôi gió và gặp nhiều may mắn nha. Em xin chào ạ.